Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại Thiên Thế Giới, tập 108, Thánh Long tộc sắp bị tiêu diệt. Nếu đổi lại là 3 năm trước, có lẽ ở trong mắt của Thánh Long, hắn cũng được xem như là đối thủ. Thần Long trực tiếp vung tay lên hướng về vị trí Thánh Long, một cỗ thần lực uy áp cực kỳ đáng sợ bao phủ Thánh Long ở trong đó, sau khi cảm nhận được uy áp khủng bố, Thánh Long cũng dùng hết tất cả lực lượng đối kháng lại. Nhưng Thánh Long thân mang trọng thương, sợ đã không còn là đối thủ của Thần Long này. Quả nhiên, khi đôi bên đối kháng, oanh một tiếng, cỗ uy áp kia trực tiếp khiến cho thương thế trên người Thánh Long lại lần nữa tăng thêm vài phần. Đây là hậu quả cho việc ngươi dám xen vào chuyện của người khác, cần phải trả giá thật lớn. Một thanh âm giận dữ truyền tới Thánh Long, uy áp kia lần nữa không ngừng tăng cường lên mấy lần, dẫn đến hai chân Thánh Long trực tiếp uốn cong quỳ xuống, sau đó trực tiếp bị Thần Long một chưởng vỗ xuống. Năng lượng khủng bố thổi quét mà đi, Thánh Long còn muốn phản kháng nhưng trực tiếp lại bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, khí tức càng độ càng yếu hơn. Nguyên bản hiện giờ bị trọng thương, giờ phút này càng lúc càng nặng hơn, cho dù có đan dược tiên phẩm cao cấp cũng rất khó có thể khôi phục thương thế. Thánh Long đại nhân. Nhìn thấy Thánh Long bị Thần Long trọng thương lần nữa, không ít cường giả thần thú Thánh Long tộc tức giận bay lên thẳng tắp, hóa thành bản thể thần thú, vỗ vỗ cánh, từng đạo lốc xoáy thần lực cực kỳ đáng sợ đập vào mặt đám người bên đối phương. Các ngươi không cần phải liều chết với ta. Thần Long nghiêng đầu nhìn những Thánh Long tộc kia kịch liệt chiến đấu, còn có ý tứ khuyên bảo những lời tốt, nhưng mà mặc kệ bọn họ có nguyện ý buông tha hay không, đều sẽ bị Thần Long giết chết. Tên tiểu tử nhân loại nhà ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Vừa dứt lời, đạo cự đao màu đỏ tươi tàn mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ kia hung hăng chém xuống phía hố sâu của Tiêu Viêm. Ngay cả không gian cũng bị chém thành hai nửa, chỗ đi qua phảng phất bị Thần Long chảm bổ ra một đạo vết đao thật dài. Tuy rằng, sau khi Thánh Long còn đang bị thương nặng, nhưng vẫn còn một hơi thở, hắn dựa vào ý thức mơ hồ cảm giác được Thần Long đang hạ sát chiêu với Tiêu Viêm. Chẳng lẽ lúc này đây, bọn họ thật sự muốn hoàn toàn kết thúc sao? Bùm! Sau khi Thần Long chạm dùng tốc độ nhanh nhất chém xuống, Tiêu Viêm ở giữa hố sâu kia, trong nháy mắt, lúc này mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Hố sâu trực tiếp bị hủy diệt hoàn toàn mà ngay cả cạn bã cũng không còn lại, trực tiếp bị đánh ra, khiến cho hố sâu lại thành một hố trống rỗng thật lớn, sâu không thấy đáy, chung quanh đất đá đều lăn xuống phía dưới hố lớn. Một kích này của Thần Long trực tiếp khiến cho phiến đại địa này xuất hiện một cái khe hở trống rỗng cực lớn mà không thấy phần cuối, mà ngay cả xung quanh mặt đất bên trên đều xuất hiện vô số đạo khe nứt, hố trũng. Dưới một đạo oanh kích khủng bố này, Tiêu Viêm chắc chắn là phải chết. Ha ha, tên tiểu tử nhân loại kia rốt cục đã chết. Thần Long đại nhân vạn tuế. Thần Long đại nhân, ngươi là thần mạnh nhất của vạn thú thần giới. Giờ phút này, từng đạo tiếng hò hét bắt đầu từ trong đám người dần dần xuyên ra, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu của mình, Thần Long tộc cùng Long Minh tộc đều là mang theo vẻ mặt vui mừng thắng lợi kích động lên. Hôm nay đã diệt trừ được Thánh Long cùng tên tiểu tử nhân loại này, như vậy còn sót lại những thần thú này cũng không đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ. Tất cả thần thú Thánh Long tộc các ngươi đều thấy sao, hy vọng cuối cùng của các ngươi cũng biến thành tuyệt vọng. Sớm nên như vậy, các ngươi nên thuận theo cùng chúng ta, gia nhập Long Minh thì có gì không tốt. Trận Chư Long chi chiến này, coi như kết thúc rồi, tại đã đánh bại tên tiểu tử Tiêu Viêm cùng Thánh Long, đồ Thánh Long tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận, Tiêu Viêm cũng bại, Thánh Long đại nhân cũng bại, chẳng lẽ Thánh Long tộc chúng ta thật sự hoàn toàn xong đời sao? Đại thần trưởng, hay là chúng ta đầu hàng đi, lúc này, quả thật có một vị thần thú cường giả đứng ra. Ngự khí mất tự nhiên nói. Nghe được lời này, đại thần trưởng Thánh Long tộc hai mắt trừng lớn nhìn vị này tộc nhân của mình, hắn còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, kết quả hắn nghe được là thật. Cho dù hôm nay bọn họ thật sự diệt Thánh Long tộc chúng ta cũng phải chết trận, mà không phải kéo dài hơi tàn còn sống. Có hiểu hay không, sự tôn nghiêm của Thánh Long tộc chúng ta, các ngươi mỗi người đều không thể mất đi. Vị đại thần trưởng của Thánh Long tộc quát tháo, thần thú vừa rồi liền yên lặng cúi đầu, cũng không dám nói chuyện. Có thể là trên người mình lưu lại huyết mạch của Thánh Long tộc, trong nháy mắt làm cho cảm xúc nhu nhược vừa rồi biến mất không thấy nữa. Đại thần trưởng nói rất đúng, chúng ta cùng liều mạng với bọn họ. Lúc này, mỗi một người chiến ý đều dâng lên, mang theo phía sau càng ngày càng nhiều Thánh Long tộc cường giả chiến ý lần nữa dấy lên. Lực lượng cường đại của thần thú lần nữa tràn ngập phía chân trời, kế tiếp chính là nguy cơ Thánh Long tộc gặp phải. Ha ha, thật sự là không biết điều, như vậy tất cả các người liền biến mất đi. Thần Long vừa dứt lời, hai tay kết ấn, trực tiếp tại các phương vị trên Thánh Long tộc, có mấy đạo cột sáng màu đỏ phóng lên trời. Theo cột sáng màu đỏ xuất hiện, sau đó khoảng cách giữa mỗi cột sáng đều xuất hiện tơ máu hình lưới giống như mạng nhện. Hơn nữa, những tơ máu này tản mát ra khí tức khủng bố vô cùng, trực tiếp đem tất cả thần thú Thánh Long tộc toàn bộ vây ở trong đó. Bọn họ phong tỏa toàn bộ đường lui của chúng ta, hơn nữa trực tiếp đem chúng ta tận diệt. Đại thần Thánh Long tộc hô lên, không nghĩ tới thần Long tộc này đã sớm bố trí trận pháp phong tỏa chung quanh Thánh Long tộc bọn họ, chỉ là không nghĩ tới chính là bọn họ cũng không có bất kỳ phát hiện đối kháng nào. Các ngươi tuyệt vọng bao nhiêu, chúng ta lại càng hưng phấn bấy nhiêu. Thần Long khẽ mỉm cười,
Nhìn trong lồng giam của mình giam những con mồi này, đầu lưỡi của hắn cũng vươn ra liếm liếm khóe miệng, cảm giác được sự hưởng thụ giờ khắc này. Thần Long đại nhân, trực tiếp giết bọn hắn đi. Lúc này, số ít thần thú muốn thay thế vị trí Thánh Long, vội vàng mở miệng nói. Thánh Long tộc sẽ vĩnh viễn biến mất ở vạn thú thần giới. Nói xong, Thần Long liền vươn hai tay ra, sau đó mười ngón hợp nhất, một cỗ lực lượng thần đáng sợ trong nháy mắt lan tràn tới trên bàn tay của mình. Thần Long chàm. Một đạo cự đao màu đỏ trực tiếp từ giữa hai tay Thần Long ngưng tụ ra, trong nháy mắt bắn ra, cự đao dần dần trở nên to lớn, từ tiểu đao màu đỏ biến thành cự đao màu đỏ khổng lồ, đồng thời khí tức trên đó cũng đạt tới cấp độ cực kỳ khủng bố. Lực lượng đạo đại thần kỹ này, chỉ cần đánh trúng, hết thảy sự vật đều không thể chạy thoát. Thấy Thánh Long tộc lâm vào nguy cơ, Thánh Long đang quỳ rạp trên mặt đất, miễn cưỡng muốn đứng lên, nhưng trên người thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản không cách nào tiến hành phản kích. Mà hiện tại duy nhất có thể dẫn dắt Thánh Long tộc, chỉ còn có đại thần trường, lúc này người sau trực tiếp thúc giục tự thân toàn bộ thần lực, một quyền đánh ra, tại đánh trúng tuyến tơ máu, thế công của đại thần trường trực tiếp bị hóa giải đi, không thể phá vỡ trận pháp phong tỏa này. Đại thần trường cũng vô cùng giật mình, thực lực của mình là nửa bước tứ trọng thiên vị thần, lại không thể lay động nó chút nào, không có tác dụng đâu, nếu chúng ta muốn diệt Thánh Long tộc các ngươi, đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Thanh âm Thần Long nhàn nhạt truyền vào lỗ tai mỗi một người trong Thánh Long tộc. Nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai bên, mới biết được Thần Long tộc đã sớm bố trí tốt kế hoạch đối phó với Thánh Long tộc bọn họ. Lúc này đây, mặt Thánh Long trắng bệch, Tiêu Viêm sinh tử chưa biết, tất cả thần thú Thánh Long tộc bọn họ lại bị đối phương phong tỏa trận pháp trói buộc, lần này bọn họ không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào. Nhưng cuối cùng, ý chí bọn họ cũng không e ngại, tất cả thần thú đều coi như là thuận theo tự nhiên. Có lẽ là Thánh Long tộc bọn họ khí vận đã tận, cũng có lẽ là Thánh Long tộc bọn họ nhất định phải trải qua kiếp nạn này. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, người đem Thần Long màu đỏ khổng lồ chém xuống, chỉ cần chém xuống, tất cả thần thú Thánh Long tộc bị vây khốn ở trong trận pháp đều sẽ bị lực lượng chém giết hết thảy. Sau khi biết được sức mạnh đáng sợ của Thần Long chàm, ánh mắt của bọn họ đều hơi hơi nhắm lại, chờ đợi cái chết đang gần kề tiến đến. Bọn họ đều biết, lúc này đây, căn bản là không có cách nào để đào thoát, cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào. Cuối cùng, ngay cả đại thần trưởng Thánh Long tộc cũng buông tha, không chống cự nữa, tại vì hắn đã nhiều lần oanh kích vào trận pháp phong tỏa này, vẫn không có chút lay động nào, cũng liền biết được vận mệnh hôm nay của bọn họ dừng lại đây thôi. Chợt, hắn cũng hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, đồng dạng là chờ đợi Thần Long chàm chém xuống. Nhưng mà, ngay tại Thần Long chàm sắp gần kề bọn họ, khoảng cách chỉ còn 1 mét, đúng lúc này, phiến thiên địa chợt rung chuyển kịch liệt, rất nhanh chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Có một cỗ nhiệt độ đang dần dần ấm lên, khi cỗ nhiệt độ dần dần tăng lên, nóng đến mức không phải thần thú có thể chịu đựng được, cho đến khi nhìn thấy một màn quỷ dị như thế, tất cả thần thú ở đây đều vận chuyển thần lực trong cơ thể cùng với cỗ nhiệt độ cao này đối kháng lại. Nếu như không chống cự, chỉ sợ một cỗ nhiệt độ cao này có thể đem thân thể thần thú của bọn họ dần dần thiêu đốt hết. Lúc này, ngay cả lực lượng Thần Long chạm nhanh chóng bị chóng thiêu đốt, sau đó bốc hơi, lúc này một đạo năng lượng màu vàng đáng sợ trực tiếp bắn ở trên đó, Thần Long chạm cũng không ngừng run rẩy lên, rất nhanh bị nhiệt độ cao cùng này một đạo năng lượng màu vàng khiến cho tan rã ra. Mà trận pháp phong tỏa bên trong Thánh Long tộc cũng cảm nhận được khác thường, bọn họ đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt nhìn thấy trên bầu trời tràn ngập hỏa diễm chi sắc hỗn hợp. Mà cỗ hỏa diễm này bọn họ đều đã thấy qua, năm đó Tam Long cùng nhau đối kháng hỏa diễm thiên giáng, chính là đạo hỏa diễm này, màu sắc giống nhau như đúc. Sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, hỏa diễm hỗn sắc từ bên trong đại lượng phun trào ra, trong đó còn có một cỗ năng lượng màu vàng tràn ngập ra, cái này quả thực so với thiên hàng hỏa diễm năm đó lại càng thêm khủng bố cường đại. Đây là Tam Muội thần hỏa. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, tất cả thần thú chi nhân của Thánh Long tộc, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó tin, vừa rồi bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy Tiêu Viêm bị thế công cường đại của Thần Long đánh trúng, khí tức hoàn toàn tiêu tán, ngay cả thần thể cũng bị oanh tiêu tán. Nhưng Tam Muội thần hỏa này là sao? Còn có cỗ năng lượng kim sắc kia là cái gì? Làm sao có thể dễ dàng đem Thần Long kia chảm tan rã? Thánh Long tộc bên này lúc này bao trùm mọi loại nghi hoặc, mà ngay cả Thần Long tộc cùng Long Minh tộc cũng hoàn toàn khiếp sợ, đặc biệt là Thần Long. Giờ phút này hắn có chút căng thẳng nhìn Tam Muội thần hỏa phun ra ở chỗ trống rộng kia, bởi vì nơi đó đích thật là nơi mình vừa mới đem Tiêu Viêm đánh giết, nhưng hiện tại Tam Muội thần hỏa lại xuất hiện, chẳng lẽ tiểu tử nhân loại tên Tiêu Viêm kia vẫn chưa chết? Thanh âm Thần Long lẩm bẩm, nhưng lại truyền về phía sau vô số thần thú, nhất thời làm cho nội tâm của bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Chưa chết? Không chết trong thế công khủng khiếp đó, cho bọn hắn là tam trọng thiên vị thần, thậm chí là nửa bước tứ trọng thiên vị thần cường giả đều không cách nào chống cự sát chiêu mãnh liệt như thế, mà Tiêu Viêm kia cũng chỉ vừa mới đột phá thiên vị thần, làm sao có thể tiếp được một kích hạ Thần Long kia khủng bố. Thời điểm này đây, tại toàn trường thần thú lúc này đều lộ ra vẻ khiếp sợ, xuất ra trong hố rỗng, Tam Muội thần hỏa không ngừng phun ra, cuối cùng hóa thành hỏa hải hỗn sắc trực tiếp đem trận pháp phong tỏa kia thôn phệ. Trong đó phát ra âm thanh xì xì xì,
Cuối cùng dưới ánh mắt chấn động của các cường giả thần thú, trận pháp phong tỏa không thể bị phá vỡ kia, cuối cùng cũng bị tam muội thần hỏa từ từ đốt cháy hầu như không còn. Phảng phất tất cả sự vật đều bị tam muội thần hỏa nuốt chừng, vạn vật đều bị thiêu đốt bốc hơi, cho nên trận pháp phong tỏa cường đại này sẽ bị nhiệt độ cao của tam muội thần hỏa thôn phệ cũng phải tan vỡ. Theo trận pháp phong tỏa bị thôn phệ cho tiêu tán, Thánh Long tộc bị vây ở trong đó cũng đứng tại chỗ, ánh mắt khiếp sợ nhìn về nơi mà tam muội thần hỏa đang phun ra. Ngay sau đó, một thân ảnh hắc bảo chậm rãi bay lên, mọi người liền thấy được khuôn mặt của vị hắc bảo đó. Đó chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chưa có chết, hắn lại có thể xuất hiện. Không ít cường giả thần thú Thánh Long tộc bắt đầu nhao nhao hô to lên, một khắc nhìn thấy Tiêu Viêm, bọn họ lại phảng phất lại thấy được một tia hy vọng, hưng phấn kích động hò hét lên. Trái lại, Thần Long tộc cùng Long Minh tộc ở phía bên này, mỗi một đạo thần thú trên mặt đều lộ vẻ không thể tin được, hắc bảo này thật sự là Tiêu Viêm. Nhưng hắn không phải vừa mới bị Thần Long đại nhân đập chết sao? Vì sao hiện tại nhìn thấy hắn như không có bất cứ chuyện gì? Hắn đến tột cùng là ai? Một vài thần thú Long Minh tộc, ánh mắt trừng lớn đột nhiên nhìn về sự xuất hiện của Tiêu Viêm, lúc này nếu như bọn hắn lại xem thường vị nhân loại trước mắt này, chỉ sợ kết cục của bọn hắn sẽ là chết. Ngay cả Thần Long cũng không nói nên lời, cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm, bởi vì hắn cảm nhận được trên người Tiêu Viêm một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu và kỳ lạ. Cỗ lực lượng kia đã không phải là của thiên vị thần, mà là phần thần lực của Tiêu Viêm. Thậm chí có thể nói, đạo phần thần lực này có thể sánh ngang với thực lực tứ trọng thiên vị thần của Thần Long. Hiện giờ, Tiêu Viêm không chỉ sánh ngang với huyết mạch Thần Long trên tổ long, mà ngay cả tu vi thần lực cũng đạt tới lĩnh vực tứ trọng thiên vị thần. Đôi mắt kia của Tiêu Viêm tản mát ra ánh sáng màu vàng huyền diệu kỳ lạ, toàn bộ thân thể lại bị một cỗ lực lượng phần thần vô hình bao vây, hơn nữa còn có năng lượng màu vàng nhạt nhạt bao trùm trên da Tiêu Viêm. Từng đạo lưu quang màu vàng ở trên thân thể không ngừng xoay quanh, chúng thần thú chi nhân nhìn hình thái Tiêu Viêm lúc này, tản mát ra khí tức thần thánh cường đại như thế, càng làm cho bọn họ khó có thể tin cùng sự rung động. Mà Tiêu Viêm có thể có lực lượng đáng sợ như thế, hơn nữa còn có thể sống lại được dưới thế công cường đại của Thần Long. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua.